Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay, Ricky sẽ chia sẻ kinh nghiệm của một số quý cô chú anh chị đã thi đậu quốc tịch trong tháng vừa rồi. Những kinh nghiệm này đã được các cô chú anh chị chia sẻ trên các diễn đàn học thi quốc tịch và Ricky xin được chia sẻ lại để quý cô chú anh chị tham khảo. Trước tiên là kinh nghiệm thi quốc tịch của bạn đến từ South Carolina. Bạn đã đậu quốc tịch tháng 8 vừa qua. Chào mọi người! Hôm nay em đã đậu buổi thi quốc tịch. Nói chung là mừng không thể tả. Em sẽ review lại quá trình thi của em để những anh chị nào cần thêm kinh nghiệm có thể tham khảo nhé. Em ở Myrtle Beach, South Carolina và thi ở Charleston cách 2 tiếng lái xe. Giấy hẹn là 11:40 sáng mà em chờ tới 12:30 mới được vào thi. Officer là một chị gái có vẻ dễ chịu vì qua lớp khẩu trang. Trên đường đi có nói xã giao vài câu. Bước vào phòng, cô ấy nói mình dơ tay tuyên thề. Sáu câu civic test là Who wrote the Declaration of Independence? How many justices are on the Supreme Court? Who is the Chief Justice of the US? What major event happened on September 11, 2001 in the US? Câu đọc là What do we have to pay to the government? câu viết là We pay taxes. Sau đó là một số câu yes, no xen lẫn nhau. Cô ấy đang hỏi em một dọc no thì lại chèn một câu yes. Mọi người phải cẩn thận lắng nghe, nhất là về thuế. Have you ever claimed to be a US citizen? Mình trả lời no. Cô ấy hỏi thêm, do you understand what I asked? Từ what mean là từ oath of allegiance. A promise to be loyal to the US Cuối cùng là một số thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, số sổ số điện thoại, ngày sinh, nơi sinh. Theo kinh nghiệm của em thì mọi người tự tin học 100 câu, 40 câu đọc viết cho kỹ, kèm với thông tin cá nhân thật kỹ là được. Còn What Minh có người hỏi người không, mọi người có thể học tủ một vài câu trên Youtube. Qua đây em cảm ơn việc Liz và Ricky đã có những video hữu ích giúp mọi người dễ dàng trong việc học và luyện thi. Em chúc mọi người sẽ nhanh chóng thi đậu kỳ thi sắp tới của mình nhé. Tiếp theo là kinh nghiệm của một bạn tại Irving, Texas. Chào cả nhà, em xin chia sẻ buổi thi quốc tịch ngày 15 tháng 8 tại Irving, Texas. Nộp đơn ngày 28 tháng 10 năm 2021, miễn lăn tay chụp hình. Phỏng vấn ngày 15 tháng 8 năm 2022. Lịch hẹn là 12 giờ 30 vô kiểm tra an ninh sớm 30 phút được chụp hình lăn tay, sau đó lên lầu chờ, 12 giờ 40 có một cô da màu gọi, mặt nghiêm túc không chào hỏi nên em chủ động chào trước. Cô kêu giơ tay thề sau đó cô đọc luôn. Sáu câu civics là What is the supreme law of the land? Who is the chief justice of the United States now? What are the two major political parties in the United States? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Name one we war fought by the United States in the 1900s. What is the capital of the United States? Câu đọc là what state is the largest? Câu viết là Alaska is the largest state. Tới phần N400, cô kêu tự nói về mình. Lúc này hơi ngơ ra vì không biết bắt đầu từ đâu. Cô thấy em hơi lúng túng nên cô hỏi tên, ngày sinh, nơi sinh, chỗ làm việc, Cô hỏi những câu không nằm trong form làm em hơi ngơ. How you came US? Which type of your visa? Hỏi tiếp thông tin chồng con ra ngoài nước Mỹ mấy lần, hỏi ngoài tiếp how you travel last trip. Hỏi em có đi học không? Em chỉ nghĩ đi học là đi học cao đẳng, đại học nên em say no theo form. Nhưng họ hỏi em không đi học neo à. Lúc này thì em phải say yes. Tới phần yes no, hỏi em có đi bầu cử không, có tự xưng mình là công dân Mỹ hay không? Hai câu này họ hỏi tại sao mày không bầu, tại sao mày không xưng là công dân. Em nghĩ họ hỏi Minh. Hỏi em có khai thuế mỗi năm không? Xem các bằng chứng của em như thuế, bank statement, hình, giấy khai sinh của con, chồng, họ photo giữ lại, tất cả bang và một bộ thuế của năm đầu tiên em tới Mỹ. Cuộc phỏng vấn hơi bị khó nhằn nhưng bình tĩnh nghe rõ câu hỏi thì em nghĩ mình sẽ vượt qua. Chúc mọi người sắp thi sẽ gặp may mắn và gặp được người phỏng vấn dễ, chứ đừng như em toát mồ hôi hột. Cảm ơn việc list Ricky đã tạo ra những video rất ý nghĩa giúp cho mọi người thi tốt. Tiếp theo là kinh nghiệm phỏng vấn khá đặc biệt của một bạn đến từ thành phố Chicago, Illinois. Bạn mới thi đầu quốc tịch đầu tháng 9 vừa rồi. Hai mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ buổi phỏng vấn có 102 của mình. Vì mình gặp trúng một anh thực tập trong lúc phỏng vấn, ảnh không biết phải làm gì tiếp theo và cứ quay qua hỏi một cô Mỹ trắng là mình run gần chết. Mình xin bỏ qua các bước check-in và ngồi chờ nha. Sau khi chờ 20 phút thì một anh da đen kêu mình và ảnh nói ảnh là officer của mình. Chào hỏi xong xuôi thì bước vô phòng thì có thêm một cô Mỹ trắng ngồi kế một bên và ảnh giới thiệu cổ với ảnh cùng phỏng vấn mình. Mình thấy hơi sợ vì có tới hai người phỏng vấn mình luôn và mình cố lấy bình tĩnh Ảnh kêu mình đưa giấy tờ thì mình đưa green card và passport. Nhưng ảnh nói ảnh không cần passport, ảnh kêu đưa ID. Nói tới ID thì mình tức ghê, sáng đó hỏi chồng ID đâu, đưa đây để đem theo. Chồng kêu không cần, trong giấy không đòi ID. Thế là mới vô phòng người ta đòi ID, không lẽ đổ thừa qua kêu là chồng không đưa. Nên mình nói là tôi để trong ví mà quên ở nhà rồi. Xong anh da đen kêu đưa bằng lái xe, Lúc này mình run hơn nữa vì mình chưa có bằng lái xe. Anh đó quay qua hỏi cô Mỹ trắng giờ làm sao. Cô ấy nói là phỏng vấn luôn rồi tính sau. Mình nghĩ là mình bị mất điểm rồi, vậy là anh ấy kêu thi 100 câu lịch sử trước. Câu đầu tiên mình run quá không nhớ nên kêu ảnh đổi câu khác. Qua câu thứ hai thì mình trả lời đúng hết một lượt 6 câu. Nên ảnh cho qua bước đọc viết và mình cũng hoàn thành xuất sắc. Vậy là ảnh kêu you pass phần đọc viết và 100 câu lịch sử. Và mình cũng mừng vì thấy cũng dễ vì vỏn vẹn chỉ 5 phút là xong hai phần này. Sau đó là phần thông tin, anh hỏi về địa chỉ nhà, sống chung với ai. Tóm lại là mấy câu đơn giản. Và có hỏi địa chỉ nơi làm việc thì mình quên không nhớ nổi địa chỉ tiệm mình làm. Vì mình đổi tới mấy tiệm nên không nhớ hết. Cũng may ảnh kêu lấy điện thoại ra coi địa chỉ rồi đọc cho ảnh ghi. Mình tìm nhanh cái tên tiệm của mình ra. Vậy mà cũng đưa lộn cái tiệm khác một hồi mới giật mình là chết rồi đưa lộn tiệm và mình nói sorry vì run quá nên đưa lộn tiệm nhưng ảnh cũng không nói gì và sửa lại giúp mình xong rồi ảnh kêu qua câu hỏi yes no nghe xong câu hỏi chỉ cần say yes or no lần đầu tiên mình không nhớ là hỏi gì nhưng mà mình nhớ là có hỏi về đi lính và mình say no vì mình chưa đi lính hay phục vụ quân đội gì cả vừa câu đầu tiên tự nhiên ảnh hỏi what minh liền lập tức là mình giật bắn người vì trong đầu mình cứ nghĩ nếu bị dính quát chắc rớt 100%. Vì phần yes no Watmin mình học trong vòng một ngày trước khi thi. Lúc đó mình run quá nên quên luôn ảnh hỏi câu gì. Và mình kêu ảnh có thể đọc lại câu hỏi không. Và ảnh bắt bẻ mình là Tại sao trả lời xong rồi giờ bắt ảnh đọc lại câu hỏi. Và mình nói là tại mày hỏi ngược lại nên tao run quá. Quên hết những gì mày nói rồi. Ảnh cũng đọc lại câu hỏi nhưng thực sự run quá mình quên luôn làm sao để giải thích military. Mình ngơ ra một hồi thì anh gợi ý cho mình. Lúc này mình nhớ được vài giây rồi nói là tôi hiểu nhưng thực sự tôi không nhớ ra cái chữ để diễn tả. Nhưng nếu mình không giải thích chắc bị đánh rớt rồi, thế là mình gồng người lên giải thích là nếu là công dân Mỹ khi đủ 18 tuổi thì apply để tham gia military để khi có chiến tranh thì có thể bảo vệ tổ quốc nhưng thực sự tôi không nhớ cái chữ để diễn tả thay cho military. Thì cô Mỹ Trắng nói ok và gật đầu với anh da đen. Sau đó anh da đen ảnh cho mình ăn hành gần một tiếng đồng hồ. Ảnh hỏi yes no và đều bắt mình giải thích gần 20 câu yes no. Vì ảnh nghĩ là mình không hiểu ảnh nói gì. Và khi mình giải thích, ảnh đều quay qua hỏi cô Mỹ Trắng hỏi có được không. Thì nó càng làm cho mình run hơn và hồi hộp hơn nữa. Cho tới câu hỏi cuối cùng là mình ngu luôn và không giải thích được nó có nghĩa gì. Tới lúc này mình nghĩ thôi chắc rớt rồi. Thôi thì, thi lại phần này cũng được chứ mệt quá rồi. Mình nói xin lỗi, tôi hiểu nhưng tôi không thể giải thích được. Để cho số phần quyết định. Mình cúi đầu vào cầu nguyện. Ảnh quay qua hội ý với cô Mỹ Trắng, hai người to nhỏ một hồi. Ảnh nói với mình là mày trả lời đúng hết. Tuy nhiên câu cuối cùng mày không giải thích được. Tao sẽ giải thích cho mày hiểu. Xong ảnh nói bla bla bla. Lúc này mình nghe hết vô rồi xong ảnh chỉ vô ipad kêu đọc lại coi đúng tên chưa rồi cho ký hai lần xong kêu về nhà chờ thư và khi lên mang theo id vì mày chỉ có cái green card nên không đủ xong xuôi mình hỏi kỹ lại lần nữa vậy là tôi đậu rồi phải không ảnh say yes lúc đó mình mới hoàn hồn trở lại mừng hết lớn và say thank you rất là nhiều được cô mỹ trắng dẫn ra ngoài mà mình cứ đâm đầu chạy vô cái cửa kế bên cô thấy vậy cười cười và nói this way this way Vậy là sau một buổi phỏng vấn gần một tiếng đồng hồ muốn khung người luôn. Và sau gần hai tuần thì giờ mình có lịch tuyên thệ rồi nhé mọi người. Mừng rơn luôn á. Cuối cùng là kinh nghiệm của bạn đến từ Houston, Texas. Bạn vừa đầu phỏng vấn tháng 8 vừa qua. Xin chào mọi người, mình mới vừa đầu quốc tịch sáng nay. Mình apply tháng 2 năm 2022 và tháng 3 năm 2022 là mình có hẹn lăn tay và mình có ngày thi hôm nay ngày 22 Tây lúc 10 giờ 20 phút. Nhà mình cách chỗ thi có 5 phút nên mình đến sớm hơn chỉ 15 phút thôi. Sau các thủ tục lăn tay chụp hình xong thì mình được gọi vào phòng. Một cô người mẹ dẫn mình vào. Trong suốt đoạn đường đi cô không nói câu gì nên mình cũng hơi lo lắng. Cô mở cửa cho mình vào. Mình nói cảm ơn cô. Là cô kêu mình giơ tay thề luôn. Xong kêu mình ngồi xuống ghế đưa giấy hẹn ID, thẻ xanh, passport cho cô. Sau đó, cô hỏi mình khỏe không. Mình nói mình khỏe và mình nói hơi hồi hộp nhưng cũng rất hạnh phúc và vui vì mình đợi ngày này lâu lắm rồi. Xong cô hỏi mình tờ giấy trên bàn. Vì mình có viết tờ giấy nhờ cô update thông tin mình có về Việt Nam sau khi nộp hồ sơ và speed ticket. Cô hỏi lý do về Việt Nam. Mình nói vì COVID nên mình sinh con tại Mỹ và bé lúc đó 18 tháng chưa từng gặp ông bà nội, chỉ gặp qua màn hình chat nên sau khi mình lăn tay xong, mình và chồng có dặn bé về Việt Nam để thăm ông bà. Ngày gặp nhau tại sân bay khóc nhiều lắm vì dịch bệnh xa nhau nên giờ gặp lại mừng lắm. Rồi mình nói mình muốn cô sửa lại giờ mình câu 23 vì mình có một thiết kiệt chạy xe nhanh. Nhưng câu đó mình lại chọn no thay vì chọn yes. Mình nói năm 2018 mình có chạy lố mai, đường cho 40 mà mình chạy 55. Mình đã có đóng tiền và học hoàn tất rồi. Nhưng vì lâu rồi nên mình làm mất giấy biên nhận rồi. Cô nói không sao, dưới 500 đồng không thành vấn đề. Nói chung khúc này mình tranh thủ nói tiếng Anh nhiều nhất có thể. Sau đó cô nói câu chuyện về Việt Nam của mình thăm người thân thật cảm động. Xong mình thấy cô cởi mở với mình hơn. Rồi cô hỏi xấu câu service. Xong qua đọc viết. Rồi cô hỏi thông tin cá nhân. Hỏi mình có muốn đổi tên không? Mình trả lời. Mình thích tên của mình nên mình muốn giữ nguyên không đổi. Cô cười và nói vậy hả? Nhưng lúc đó không thấy cô hỏi về công việc. Rồi cô hỏi bốn câu nâu. No. Sau đó tự nhiên cô quay lại công việc rồi hỏi mình làm ở đâu. Rồi nói qua 6 năm mình có đi học không? Mình trả lời là không. Nhưng thời gian đầu mình qua mình nói tiếng Anh rất tệ. Nhưng khi mình đi làm nói chuyện với khách hàng, họ không hiểu mình nói nên tối nào mình cũng trao dồi thêm. Tự học trên Youtube, rồi đi làm nói chuyện với khách, học thêm từ khách. Cứ như vậy suốt 6 năm mình nói tiếng Anh tốt lên luôn. Rồi cô khen mình thông minh vừa làm mà vừa học luôn xong cô lại hỏi thêm một câu no và bốn câu yes. Rồi kêu mình nhìn màn hình kiểm tra lật thông tin rồi ký tên về đời giấy tuyên thệ. Mình không bị hỏi quát minh dù đã có học 35 từ. Kinh nghiệm của mình là ráng nói tiếng Anh rõ rành mạch không cần theo khuôn khổ. Nhưng kiểu vui vẻ nói chuyện, tâm sự như bạn bè thì họ sẽ dễ thoải mái với mình. Và vì mình nói chuyện xã giao tốt thì họ sẽ không hỏi quát minh. Từ lúc mình có ngày thi mình mới bắt đầu học một tuần đầu là thuộc lòng lịch sử, sau đó mình dành thời gian 3 tuần rồi lại học N400 và quát Chúc các bạn sẽ may mắn giống mình nha. Ricky cảm ơn các bạn đã chia sẻ kinh nghiệm quý giá của mình. Ricky cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Nếu quý cô chú anh chị có ý kiến đóng góp, xin để lại comment cho Ricky ạ. À. Ricky xin chào tạm biệt.